ứng viên Hải Dương quyết thắng. Cả xã hội cùng đồng lòng chống dịch thì anh em chúng tôi giúp gì sẽ giúp hết sức. Mình đã có cái kinh nghiệm làm bệnh viện Tân Sơn rồi nên khi điều động ra Hải Dương, Chí Linh để làm cái việc giải chiến thì không có gì là bỡ ngỡ. Tuy nhiên là điều kiện vật chất và địa bàn mỗi nơi mỗi khác nên chúng tôi phải linh hoạt kết hợp mọi biện pháp để đảm bảo tiến độ và đảm bảo chất lượng của dự án. Nhìn mai đào bên ngoài rực rỡ thì bản thân là anh em chúng tôi cũng có một chút chạnh lòng. Tuy nhiên nghĩ đến cái việc mà dịch thì có thể được là kiểm soát sớm hơn, cộng đồng an toàn hơn thì chúng tôi lại thấy phấn khởi. Công việc của chúng tôi thì cũng chưa là cái gì so với lại những cái sự hy sinh của các y bác sĩ, những chiến sĩ bộ đội. Ngay từ những cái thời điểm đầu tiên khi bùng phát dịch ở Hải Dương, Sun Group đã về với địa phương để cùng bàn bạc và thống nhất rất nhanh trong cái việc là hỗ trợ địa phương để xây dựng một cái bệnh viện dã chiến số 3. Và hôm nay chúng ta ở đây để chứng kiến cái việc bàn giao. Tôi không nghĩ được rằng là có thể làm được nhanh như vậy. Có thể nói đây cũng là một cái chuyện xây dựng bệnh viện dã chiến hết sức thần tốc. Cũng giống như bệnh viện dã chiến Tiên Sơn, Đà Nẵng, chúng tôi hy vọng rằng sẽ không có cơ hội để sử dụng đến bệnh viện này. Nhưng với sự chung tay góp sức của Sun Group sẽ góp phần giúp cho tỉnh có thêm nguồn lực, vững tin, chiến thắng dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, góp phần ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng, cũng như của cả nước nói chung.